trời rất nắng mọi người, phải đưa loa ra phía sau của xe tải để mà tránh nắng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì bên Huy có đi Đồng Nai. Đây là hộp của Tân Phú Đồng Nai. Ngày hôm nay thì bên Huy sẽ bàn giao một cái giải âm thanh cho anh Nhật Trường. Đấy, anh có thể chào khán giả. Đó, một cái giải âm thanh rất là lớn cho mọi người. Thì hiện tại thì bên Huy đã setup gần như là xong cái bộ dàn này rồi. Bây giờ bên Huy sẽ giới thiệu cho mọi người coi về cái chi tiết của cấu hình của dàn này hôm nay nha. Ngày hôm nay đi giao dàn khá là nắng mọi người ạ. Rồi, về phần loa thì đây là một cái dàn âm thanh chuẩn cho đám cưới mà bên Huy đã giới thiệu rất là nhiều lần với mọi người rồi. Đó, thì bên Huy sẽ sử dụng là 3 cặp line array 40 đồng bộ neo, cũng như là một cái cặp súp đôi súp hỏa tiễn từ 280-125. Đó. Ở dưới cái dàn array thì mọi người thấy bên Huy có một cái đế này. Đó, thì mỗi một cái dàn mà chúng ta có một cái đế như thế này thì nhìn cái dàn loa chúng ta sẽ cao và xịn hơn nhiều nha. Đó, ngoài ra thì loa sẽ được trang bị thêm một cái loa moi to. Đó, mọi người thấy dàn loa đỉnh không ạ? Có cả loa moi to nha. Rồi, bây giờ thì Huy sẽ cho mọi người xem dàn máy nè. Không gian hơi chật chội ha. Mixer CMM1000, chuyên nguồn Mic AT, bộ xử lý 260, tủ đựng micro, gụ đẩy 4 kênh PDC và gụ đẩy 2 kênh một pin. Đấy, thì dàn này sẽ được bên Huy trang bị tủ 16U. Đây là tủ nhập nha mọi người. Do đó là nó sẽ có một cái bàn để ra như thế này. Và nó sử dụng cái gọi hệ khóa bướm này, rất là chắc chắn nhé. Xoay rất là chắc chắn luôn. Và bây giờ thì mọi người hãy chờ chú Mười tí xíu. Chú Mười vừa mới rang nắng. Ở chú Mười sẽ lên nhạc và test thử cái dàn âm thanh này cho mọi người nghe thử nha. Chiều sâu
mà hồn em tại đây 2, 3, 4, 5. Như vậy là mọi người vừa mới được nghe bên Huy setup cũng như là test một cái bộ dàn âm thanh chuẩn đám cưới cho anh Trường. Thì mọi người bây giờ là cái giai đoạn cuối thì bên Huy sẽ chú người sẽ hỗ trợ ảnh, nghĩa là setup lại 4 cây đèn đi show. Thì những anh em nào chúng ta thắc mắc về một cái dàn sân khấu á, thì chúng ta cần những đèn gì, thì cái đèn mà quan trọng nhất chính là đèn tạc led nha mọi người. Thì cái đèn đó nó sẽ giúp chúng ta là đổi màu cho cái sân khấu của chúng ta và chiếu sáng cho sân khấu, thì nó cái đèn này rất là quan trọng. Anh em nào chúng ta đi, chúng ta cố gắng mua, cái giá của nó cũng hợp lý, giá nó rẻ ha. Và khi mà mọi người mua kết hợp cùng với dàn á, thì cái giá của nó sẽ được ưu đãi hơn nữa. Rồi, Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho công ty Thanh Huy. Những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu về setup dàn âm thanh mới này, hoặc là nâng cấp cũng như là setup lại cái dàn âm thanh của mình, thì mọi người có thể liên hệ cho Huy theo địa chỉ đó là 670 đường Lê Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc theo 3 số điện thoại hotline mà Huy có để ở phía góc trái màn hình nha. Và Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Em để mộng mà. Thì tất nhiên đây là khi MC nó nói con nhả cái nút của FX2 ra, nút echo là nút delay á. Nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? 102 là delay để echo. 1 làm sao cũng mà làm sao vậy, nhưng mà xuống 101 nó là gì, 1 đúng không, không thì tắt cái chơi.